Vâng, à, kính chào Thánh, à, kính chào quý mục sư cùng toàn thể cô chú bạn chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa là đấng mà chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta luôn cầu khẩn Ngài, luôn dành những cái thời giờ để cho Chúa của chúng ta. Và thời giờ này chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài là đấng ban phước, Ngài dẫn dắt chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay theo sự dẫn dắt tể trị thiên thượng của Chúa. Chúng ta có amen về điều đó không ạ? Và thì giờ này con xin mời hai chúng ta cùng nhau đưa tay lên và hướng tấm lòng chúng ta về nơi Ngài, để chúng ta cùng nhau cầu nguyện mời gọi sự hiện diện của Ngài. Và chúng ta hãy cùng nhau hướng tay về nơi Thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va của chúng ta. Quả thật chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va để ca ngợi Ngài. Dù cho chúng con đang ở mọi nơi khác nhau, mà chúng con cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa Ngài được tự do, Ngài gắn kết chúng con lại bằng sợi dây yêu thương của Ngài. Và lời Chúa ở trong Roma đoạn 5 có chép rằng: nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là kẻ có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Cảm ơn Chúa.
đòi hỏi khát khao của chúng con. Thank you.
đầy tớ của Chúa là người gieo giảng lời của Ngài, được tự do mọi bề để ban phát lời của Chúa cho dân sự Ngài. Và Cha, thì giờ đây chúng con cùng hiệp ý nhau dâng của lễ thờ phụng của chúng con lên cánh tay của Ngài. Biết ơn Chúa vì Ngài có ở tại nơi đây, Ngài lắng nghe từng lời ca tiếng hát của chúng con, từng lời cầu nguyện của chúng con. Và đây giờ này chúng con cùng nói với nhau rằng chúng con biết ơn Chúa, chúng con hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Hội Thánh vì chúng ta đã có thời giờ để cùng với nhau thờ phượng Chúa ở trong sự ban phước của Ngài. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lời của Chúa với nhau qua tôi tớ của Chúa. Dạ, xin Hội Thánh chúng ta cũng cho Chúa của chúng ta một tràng pháo tay ạ. Dạ, và thời giờ này chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua chúng ta sẽ nghe lời của Chúa qua một sư Tâm ạ. Xin Hội Thánh khích lệ một sư Tâm một tràng pháo tay ạ. Dạ, một sư Hoàng Mít lên ạ. Dạ, do có lẽ là chắc do mạng ở chỗ mục sư hơi bị chập chờn nữa, xin Hội Thánh chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho mục sư. Alo, alo. Dạ. Alo. Dạ, nghe, nghe rõ mục sư ơi. Đang nghe chưa? Dạ, dạ, con có nghe. Rồi, quý vị khỏe không? À, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ buổi tối cho Hội Thánh. Mấy hôm ba ngày không à, bữa nay buổi tối. Quý vị cầu nguyện tới mấy giờ vậy? Alo, quý vị nghe không? Dạ, dạ nghe một sư ơi, thường là tới 9 giờ. Quý vị mấy giờ xong? Tới mấy giờ xong ạ? À? Dạ 9 giờ mục sư. Dạ, 9 giờ. Dạ. Tôi nghĩ đến một ngày khi mình về nước Chúa quý vị. Thì tôi ngày đó tuyệt vời lắm. À, tại vì ngày đó tôi nghe được tất cả những cái giai điệu của các miền, không những ở trong Việt Nam mà các giai điệu trên toàn thế giới người ta ca ngợi Chúa. Wow, quý vị nghĩ điều lạ lùng không? Dạ, rất lạ lùng, rất là tuyệt vời. Dạ, yeah, nên tôi mong chờ ngày đó đến. À, và có một bài hát của người Ba Na. À, quý vị có biết người Ba Na không? À, tôi sẽ hát một bài hát của người Ba Na cho quý vị. Trời đất và muôn vật trên đất, hãy ca ngợi Chúa vì Ngài là vua, vì Ngài là vua. Hỡi cả trái đất hãy chúc tôn tràn vì Ngài là vua trên các tầng trời. Đất và muôn vật trên đất hãy ca ngợi Chúa vì Ngài là vua, vì Ngài là vua. Sống con người lầm than, sâu bi cơ hàn.
đến với cuộc sống con người đơn côi, cô đau mất mát, lòng ta vui hoan ca khi ngài gần bên, khi ngài gần bên ta sẽ luôn bình an. Khi ngài gần bên, khi ngài gần bên, ta sẽ luôn bình an. Khi ngài gần bên, ta sẽ luôn bình an. Khi ngài gần bên, ta sẽ luôn bình an. Đó là bài hát cao nguyên mà tôi rất là thích khi hát bài hát đó. Tối nay mình học Kinh Thánh về về một nhân vật. Và cái nhân vật này tôi rất là thích. Và tôi nghĩ có lẽ quý vị biết, quý vị cũng thích người này nữa. Người này chỉ xuất hiện ở trong Kinh Thánh Cựu Ước chỉ có một lần. Đây là người chỉ xuất hiện trong Cựu Ước chỉ một lần thôi. Nhưng mà ảnh hưởng người này rất là lớn lao. Rồi, và Chúa Giê-xu đã mượn cái lời của người này nói để Ngài có thể dạy bài cầu nguyện chung cho mình. Rồi, người đó là ai? Tôi đố quý vị ấy. Đây là người chỉ xuất hiện trong Cựu Ước chỉ đúng một lần thôi. Và Chúa Giê-xu Ngài đã dùng cái lời cầu nguyện người này để Ngài dạy cho mình về bài cầu nguyện chung. Rồi ai biết à? Chị Én biết không? Chị Tám Lễ biết không? Dạ, bây giờ mắt không chịu, mới vừa vô nghe, chưa nghe một sư. Chưa nghe hả? Rồi, tôi nói lại nha. Dạ. Trong Kinh Thánh, dạ, có một người ở trong Cựu Ước á, xuất hiện một lần thôi. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng cái này thật là lớn lao. Và Chúa Giê-xu dùng cái lời cầu nguyện của người này để Ngài dạy cho mình cái bài cầu nguyện chung. Người đó là ai? Tiền bề. Ai? Dạ ai? Thì tôi hỏi quý vị mà ai mà tôi. À? Dạ bề. Dạ bề hả? Wow, ai nói hay vậy? Đúng rồi, vỗ tay người đám gái nghe. Hallelujah. Dạ, đúng rồi. Dạ, đó chính là dạ bề. Ông mà cầu nguyện cho mẫu bà cõi. Dạ, đó là dạ bề. Rồi. Mình đọc với nhau về Gia Bê nha. Ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 4. Sử Ký thứ nhất chương thứ 4. Sử Ký nhất chương 4 từ câu 9 đến câu 10. Sự ký nhất đoạn 4 từ câu 9 đến câu 10. Rồi đọc với nhau nha. Có chưa? Bắt đầu. Gia Bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ ông đặt tên là Gia Bê vì có nói rằng ta sinh nó trong sự đau đớn.
Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con, nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ. Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. Tôi đọc ở trong bản hiệu đính quý vị. Cái chủ đề tôi học quý vị bộ tối hôm nay đó là không còn là gia bê. Nếu quý vị để ý, nếu để ý thì quý vị thấy như vậy nè. Sách Sử Ký từ đoạn 1 cho tới đoạn số 9 là hoàn toàn nói về gia phổ hay là gia phả đó. Có nghĩa là ông này đang để ông kia sanh ra ông nọ, cứ để liên tục. Nhưng mà riêng cuộc đời Gia-bê dường như là Chúa quay phim chậm lại. Ở đây quý vị coi phim mà có khi họ quay chậm đó. Họ quay chậm là chạy chậm lắm. Và Chúa quay chậm lại cái đoạn phim về Gia-bê. Tại sao Chúa lại quay chậm về người này? Đây là sắc gia phổ. Gia phổ là chỉ ông này, ông kia và ông nọ sinh Gia-bê thôi. Nhưng mà Gia-bê khi sinh ra thì Chúa lại quay chậm về cuộc đời ông. Và tôi đếm á, cái số trang mà nói về ông á thì nói đến 15 người lận. Cái số trang nói về cuộc đời của Gia-bê từ câu 9 câu 10 á, và tôi đếm quý vị 15 người, được nói tới 15 người, nhưng mà Chúa ngài bỏ qua 15 người đó để ngài nói đến Gia-bê thôi. Như vậy á, Gia-bê có điều gì đặc biệt lắm mà Chúa đã nói tới. Và quý vị biết không, Kinh Thánh là cuốn sách vắn tắt. Ví dụ như Abraham, Chúa ghi tới 75 tuổi Chúa mới gọi. Như vậy trước đó nhiều lắm đó, Chúa không ghi 75 tuổi Chúa gọi. Rồi Chúa gọi một số đoạn trong đời sống của Abraham thôi. Thì cũng vậy, Kinh Thánh là cuốn sách rất là ngắn gọn, nhưng mà Chúa ngài đã dành một khoảng thời gian ngắn gọn đó để dành cho Gia-bê. Như vậy mình suy nghĩ coi, Gia-bê có điều gì thu hút Chúa đến nỗi mà Chúa phải dành thời gian cho Gia-bê như vậy? Và mình biết quý vị, mẹ của Gia-bê sinh Gia-bê ra đau đớn. Những đứa con khác, khi bà mẹ của Gia-bê sanh con, có những đứa con khác thì bà sanh nó bình thường, nó cũng đau đó, nhưng không đau bằng Gia-bê. Mà Gia-bê nó đau quá, bà không chịu được. Và tới khi bà đặt tên là Gia-bê luôn. Bà đặt tên là Gia-bê tại vì nó quá đau đớn. Tên Gia-bê nó có nghĩa như sau. Có nghĩa là đau. Có nghĩa là đau đớn, đau khổ, buồn bã, kẻ gây ra nỗi buồn, làm cho buồn, người của sự buồn rầu, gây ra đau đớn, rồi nguyên nhân của sự đau đớn, sinh ra trong sự đau đớn. Đó là ý nghĩa của tên Gia-bê. Và khi còn nhỏ quý vị, thì Gia-bê thấy tên bình thường, còn nhỏ mà không biết gì hết á. Ê, cái thằng gây đau đớn kia lại chơi, bình thường, nó nhỏ nó không biết. Nhưng khi bắt đầu biết suy nghĩ quý vị, có lẽ Gia-bê mặc cảm về cái tên mình lắm, mặc cảm lắm. Rồi Gia-bê đi đến đâu người ta gọi, thằng gây nó buồn kia, cái thằng đau đớn, cái thằng đau khổ kia. Rồi ví dụ đội banh á, họ có muốn Gia-bê vào tại họ nghĩ chơi xui xẻo, ví dụ vậy đó. Và tôi nghĩ là Gia-bê là người mặc cảm về cái tên của mình, bất cứ nơi nào ông đến ông mặc cảm, ông muốn đổi cái tên đó. Rồi tôi nói quý vị, khi mà Gia-bê tới tuổi kết hôn, tới tuổi kết hôn, tới tuổi về thì bạn bè nó có bồ hết, nó có vợ hết,
nhưng có lẽ ông vẫn mặc cảm lắm quý vị. Tại sao? Quý vị nghĩ một cô gái nghe, quen chàng trai dắt về nhà. Dạ thưa ba, đây là bạn trai của con, đây là người gây ra sự đau đớn. Chàng ơi, quý vị nghĩ coi, không có cha mẹ nào mà muốn con gái mình lấy thằng cái thằng mà gây ra đau đớn, thằng đau khổ hết á. Dạ, không có ai muốn hết á. Và tôi nghĩ có lẽ JB rất là mặc cảm, rất mặc cảm đến cái tên mình. Và nhắc cái tên JB là JB mặc cảm vô cùng. Và JB đã cầu nguyện á, đã cầu nguyện là xin Chúa Ngài ban cho con, ban phước dù vào cho con, mở bờ cõi con rộng lớn, tay Chúa phù hộ con, giữ con không được ác, để con thoát cơn khốn khổ. Ở đây vì ở đây ông là người chơi chữ. Cái tên JB là khốn khổ, là đau buồn. Thì ông có là ông nói là Chúa ban phước cho con để con không còn cái tên đó nữa. Dạ, không còn mang cái tên cho đó nữa. Cho nên á, tôi mới đặt tên cái chủ đề bài giảng này đó là không còn là JB. Điều thứ nhất quý vị, điều thứ nhất, JB không còn là JB. Có nghĩa là cái người mang nỗi đau không còn là nỗi đau, người mang sự nhục nhã không còn nhục nhã. Cái người mà gây ra đau đớn không còn đau đớn, cái người đau khổ không còn đau khổ. Bởi vì thứ nhất quý vị, ông là người cầu nguyện. Và tôi nói quý vị, sự cầu nguyện biến đổi tất cả mọi điều. Tại sao? Khi mình cầu nguyện là Chúa đang hiện diện ở trong nan đề của mình. Dù nan đề mình cùng cực như thế nào đi nữa, thì khi mình cầu nguyện, Chúa hiện diện. Khi mình cầu nguyện thì Chúa ở đó, Chúa ở đó với mình. Và Chúa ở đó, Ngài thay đổi tất cả. Ví dụ như ông Phaolô và Sila, hai người ở tù, quý vị nghĩ là bị đánh đau lắm. Ở tù, nhưng đêm đó hai người đã hát ngợi khen Chúa. Và động đất. Quý vị biết tại sao động đất không? Tại sao động đất? Tôi nói quý vị, lý do là Chúa nhịp chân. Ông hát ngợi khen, Một ngày tươi mới, Ông hát và Chúa nhịp chân, nhịp và Chúa nhịp đất động luôn. Mình nói vui thôi vì, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ Chúa nhịp chân á, nhịp chân và động đất xảy ra. Và Chúa cứu gia đình người Đề Lao. Nên tôi nói quý vị đó, có thể trong cuộc đời mình mang những cái tên gọi. Có thể tên gọi đó do cha mẹ đặt. Có thể tên gọi đó là do ai đó đặt cho mình. Ở cái thằng thất bại kia. Tại mình hay thất bại lắm. Đó cái con đó, con kia, con nọ. Tức là họ gọi mình những cái tên không có ưa. Mình sẽ mang cái mặc cảm cái tên đó. Nhưng tôi nói quý vị nghe, quý vị hãy đến với Chúa đi. Ví dụ Joseph là người nằm mơ. Và mấy anh gọi là thằng nằm mộng tới kìa. Biết không? Họ không gọi tên Joseph. Họ gọi là thằng nằm mộng. Mỗi người đều có một cái tên gọi khác nhau. Và khi mình gần với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, thì Chúa sẽ thay đổi. Không có gì khó đối với người cầu nguyện cả. Và tôi nói quý vị, khi một người quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời, người đó sẽ đứng thẳng trước mặt loài người. Chắc chắn là như vậy. Còn khi một người không chịu cầu nguyện, mà cứ đi xun xoe nịnh bợ đủ chuyện, người đó sẽ cúi đầu trước loài người nữa. Và nếu như quý vị muốn không cúi đầu trước con người, thì hãy cúi đầu trước mặt Chúa đi. Hãy cúi đầu trước mặt Chúa, hãy thờ phượng Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa đi. Thì Chúa ban cho mình ngẩng đầu với loài người. Cho nên tôi nói, JB là người đã, Chúa quay phim lại chậm về ông, bởi vì ông là người cầu nguyện. Ông cầu như sau: xin Chúa ban phước dồi dào cho con. Ông cầu nguyện, Chúa ban phước là tốt lắm rồi quý vị. Tốt lắm rồi, nhưng ông cầu nguyện gì? Xin Chúa ban phước dồi dào cho con, dư dật cho con. Chứng tỏ ông là người biết Chúa là đấng như thế nào. Ông là người hiểu rõ Chúa lắm. Ông biết Chúa là đấng sẵn sàng ban cho sự giàu có, ban cho sự thịnh vượng. Và đây là cái sự cầu nguyện mang tính đột phá. Ví dụ như trong hội thánh, có những người rất là nghèo. Cái thằng đó thằng nghèo, thằng đó thằng tên nhà nghèo, thằng đủ thứ nghèo. Mà nó cầu cái gì? Chúa phước dồi dào cho con, quý thấy bị sốc liền. Và đây là cái người cầu nguyện: xin Chúa ban phước dồi dào cho con, vì ông hiểu Chúa là đấng như thế nào. Và ông biết rằng
Chúa Ngài ban điều tốt lành cho ông. Ông xin Chúa đáp lời, tại vì ông biết Chúa là ai. Và ông cầu nguyện đúng ý Chúa. Vấn đề ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện đôi khi mình không được đáp lời. Lý do không được đáp lời bởi vì mình xin điều trái ý Chúa. Mình cầu xin điều trái ý Chúa và Chúa không đáp lời. Nhưng mà Gia-bê đã cầu nguyện, xin Chúa ban phước dồi dào cho con. Và Kinh Thánh ghi lại gì? Là Chúa ban phước cho ông. Trong Giô-suê đoạn 1 câu 8, Chúa nói gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như vậy, con đi đâu hay làm gì đó cũng đều được thành công và thành vượng. Yeah. Ông biết chắc ý Chúa là muốn mình thành vượng và ông đã cầu điều đó. Rồi trong Phục Truyền chương 28, từ câu 1 đến câu 14. Yeah. Nếu có thời gian, quý vị ở nhà về nhà tự xem. Phục Truyền 28 từ câu 1 đến câu 14 là những lời hứa mà Chúa ban cho sự thành vượng dư dật. Ngươi được phước trong nhà, được phước ngoài đồng ruộng, cái giỏ của ngươi, cái thùng nhựa bột của ngươi cũng được phước nữa. Là Chúa hứa ban phước cho mình rất nhiều. Bầu trời được lên độ, ngươi sẽ đổ mưa xuống cho ngươi. Ban phước dư dật, hoa quả của bông trái ngươi, thân thể ngươi là con cái đó, cũng được phước. Là những lời hứa về phước hạnh. Và ông biết chắc về phước hạnh. Và trong Giăng 3 câu số 2, Chúa nói gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thành vượng trong mọi sự, được khỏe bên phần xác anh, cũng như đã được thành vượng về phần linh hồn anh vậy. Cho nên đây là người đã cầu nguyện và Chúa ban cho sự thành vượng. Cho nên khi mình cầu xin sự thành vượng là đúng ý Chúa. Tuy nhiên ở đây có một điều cần nhớ về nhé. Cần nhớ như vậy nè. Mình không theo cái thuyết thịnh vượng. Có nghĩa là như vậy. Ngày nay có một số người nói là Chúa cho mình thịnh vượng. Và mình không thịnh vượng mình có tội. Không có phải. Yeah. Ở đây tôi không theo thuyết thịnh vượng. Yeah. Ví dụ như Chúa nói gì? Ma quỷ đến để làm gì? Cướp. Gì nữa? Giết. Rồi gì nữa? Hủy diệt. Còn ta đã đến để làm gì? Để giữ được sự sống và sự sống dư dật. Sự sống dư dật đây là con Chúa nói đến sự sống tâm linh á, dư dật trong tâm linh. Chứ không phải dư dật trong vật chất đâu quý vị. Và có một số người hiểu sai câu này. Và cũng như người ta hiểu sai cái câu Chúa nói trong đêm Chúa Giáng sinh, quý vị nhớ không? Đêm Chúa Giáng sinh thì thiên sứ hát sao? Ai nhớ đêm Chúa Giáng sinh thiên sứ hát sao? Ai nhớ? Rồi mở thánh ra nha, mở thánh ra. Rồi, quý vị mở ra Kinh Thánh chưa? Luca. Chương thứ 2, Luca chương 2. Câu 14. Câu 13, 14 luôn. Tôi đọc nha. Bỗng nhiên có muôn vàng thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người. Tôi nói quý vị, thiên sứ họ hát gì? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, tức là Chúa được vinh hiển. Danh Chúa vinh hiển trên trời là gì đó? Bình an dưới đất, ơn ban cho người. Nhưng tôi nói quý vị nghe, nếu quý vị hiểu câu này theo nghĩa đen đó, thì tại sao từ ngày Chúa Giáng sinh bởi chiến tranh, bình an cái nào đâu? Thấy không?
Tại sao Chúa Giáng sinh bình an cho người mà sao bình an chiến tranh xảy ra hoài vậy? Rồi ngay cả những tín đồ đầu tiên á, người ta bị bắt bớ. Cứ đến khi lại bắt bớ. À, họ bắt bớ họ bị làm mồi cho thú dữ ăn. Bị như người giết, tại sao vậy? Cho nên câu này vì câu mình hiểu vậy nè. Bình an cái đất là bình an trong tâm hồn. Người đó được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bình an Đức Chúa Trời rồi. Cho nên mọi điều xảy ra cho thân xác này là bình thường. Dạ. Yeah. Cho nên á, mình không theo thuyết thịnh vượng đâu quý vị. Dạ. Yeah. Cho nên á, mình là người biết về sự cứu rỗi, biết sự thịnh vượng, nhưng mà mình không theo thuyết thịnh vượng đâu. Dạ. Yeah. Yeah, thứ nhất quý vị, thứ nhất là mình đã cầu nguyện. Dạ. Yeah. Mình cầu nguyện Chúa mở rộng bờ cõi. Thì Chúa Ngài mở rộng bờ cõi. Xin lỗi, mình cầu nguyện Chúa ban cho ban phước dồi dào, thì Chúa ban phước cho dồi dào dư dật. Điều thứ hai mà ông cầu nguyện là gì? Chúa cho mở rộng bờ cõi. Dạ, yeah. Mở rộng bờ cõi, bản dịch hiện đại thì nói gì? Chúa mở rộng biên cương. Ê-xê-chiên đoạn 27 câu 3 câu 4 nói vậy nè. Ta là vẻ đẹp toàn hảo, bờ cõi ngươi ở giữa biển. À, như vậy á, ngày xưa người ta hay nói đến bờ cõi hay biên cương lắm, để nói đến sự thành vượng của mình. Dạ. Yeah. Cho nên á, người này đã cầu nguyện Chúa ban phước cho dồi dào dư dật rồi, nhưng mà Chúa mở rộng bờ cõi nữa, đất cõi rồi thêm đất nữa. Dạ. Yeah. Mở rộng biên cương còn rộng ra, lớn ra, và Chúa đáp lời luôn. À, và điều này vì nó giống như khi mình cầu nguyện chung là gì? Lạy Cha, chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Đó là lời cầu nguyện một người để cầu nguyện nước của Chúa được đến trên khắp thế giới này. Yeah. Và ông Gia Bê đã cầu nguyện gì? Xin Chúa mở rộng bờ cõi con, ảnh hưởng của con để ảnh hưởng người ta biết về Chúa. Cho nên quý vị, khi có tiền nhiều, thì phải suy nghĩ nè, tiền nhiều để làm gì? Dạ. Yeah. Có tiền phải nghĩ coi tiền nhiều phải làm gì. Còn nếu quý vị có tiền để mà thưởng thụ, để đi du lịch, để mà ăn mập ra, quý vị không vô Chúa đáp lời đâu, Chúa không đáp lời đâu. Còn khi mình cầu nguyện được mang nước của Chúa khắp nơi thì Chúa đáp lời. Dạ. Yeah. Cho nên á, khi mà Gia Bê cầu nguyện xin Chúa mở rộng bờ cõi con, mở rộng biên cương con, thì Chúa Ngài mở rộng. Dạ. Yeah. Chúa mở rộng biên cương. Dạ. Yeah. Rồi thứ ba là gì? Tay Chúa phù hộ. Tay Chúa phù hộ là nói đến sự hiện diện của Chúa. Và tôi nói quý vị nghe, đây là phước hạnh rất quan trọng. Nha. Yeah. Đây là phước hạnh quan trọng nhất trong mọi phước hạnh luôn. Chúa mở rộng bờ cõi, Chúa ban phước cho dồi dào, mà không có tay Chúa phù hộ, vì tôi nói vì không có là gì đâu. Khi mình được tay Chúa hiện diện, Chúa dẫn dắt, và yeah, trong mọi bước đường mình hạnh phúc vô cùng quý vị. Chúa nói gì? Thà ít của mà bình an á, còn hơn nhiều của mà bố rối cặp theo. Dạ. Yeah. Cho nên á, yeah, tay Chúa hộ, đó là nói đến sự hiện diện của Chúa. À, Chúa hiện diện, Chúa dẫn dắt. Thi Thiên 86 câu 17 Chúa nói về: Xin Chúa ban một dấu hiệu về ơn Chúa đối với con, để những kẻ ghét con à thấy được điều ấy, dấu ấy và hổ thẹn. Vì Đức Chúa ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi con. Nha. Yeah. Rồi Luca chương 1 câu 66 ghi như sau: Mọi người đều nghe, ghi nhớ trong lòng và nói, con trẻ này về sau sẽ như thế nào? Vì thật tay Chúa đã ở cùng con trẻ ấy. Đây là lời nói về Gia Báp Tích. Và Gia Báp Tích là người đặc biệt, quý vị, ông ở trong đồng vắng, nhưng mà người ta đến với ông. Không phải tại thành phố đâu, ông ở đồng vắng, quý vị, mà mọi người đến với ông, từ người Pharisee, những người Sa-đu-xê, dân chúng, ồ, những người làm trong chính quyền, nhiều và nhiều lắm, đến để nghe ông giảng. Tay Chúa cùng là như vậy đó. Nha. Yeah. Và tôi nói quý vị nghe, mình phải cầu nguyện xin chay tay Chúa phù hộ con, tay Chúa bảo vệ con. Bởi vì sao? Nếu tay Chúa bảo vệ, mình chết liền. Nếu tay Chúa không bảo vệ mình không là gì hết với ma quỷ. Một phút, một giây thôi, một giây Chúa không gì giữ mình thôi. Ma quỷ tới con mình liền. Cho nên mình phải xin Chúa, xin tay Chúa ở với con. Dạ. Yeah. Và tôi nói quý vị, ở trong Kinh Thánh quý vị, có một cái lời cầu nguyện như vậy nè. Đây là người Thi Thiên, ông nói vậy nè.
Còn tôi, khi tôi thới thạnh, tôi nói rằng tôi không rúng động. Nghe thì lạ không vậy? Lạ không? Còn tôi, khi tôi thới thạnh, khi thạnh vượng dư dật đó, tôi nói rằng tôi không rúng động. Tôi nghĩ Kinh Thánh chép ngộ thì ví dụ khi mà tôi đang kẹt tiền quá, tôi túng thiếu, rúng động thì đương nhiên. Nhưng mà Chúa nói gì? Ông nói gì? Tôi trong lúc thới thạnh, lúc thạnh vượng dư dật, tôi cầu nguyện để tôi không rúng động. Tại sao? Khi mình dư dật quý vị, mình dựa vào số tiền mình. Mình có tiền nhiều, đất nhiều, mình dựa vào số tiền đó. Mình không dựa vào Chúa nữa. Mình rúng động đó. Cho nên vì tay Chúa giúp đỡ là điều rất quan trọng. Và khi mình giàu có, mình phải xin Chúa ban cho mình. Ban cho mình được bình an, được minh mẫn. Có rất nhiều người trong thánh là người giàu có, nhưng mà đã thất bại. Nghèo yêu mến Chúa cực kỳ, yêu mến Chúa lắm. Yêu Chúa hết lòng luôn. Nhưng mà khi có tiền coi, bỏ nhóm lần lần. Rồi xét đoán, rồi cuối cùng mất linh hồn. Đừng bao giờ, đừng bao giờ như vậy. Rồi một điều nữa gì? Ông cầu nguyện xin Chúa giữ con khỏi điều ác. Và đây là lời mà Chúa Giêsu đã dạy mình cầu nguyện, mình nhớ không? Bài cầu chung đó. Ngày cứu chúng con khỏi điều ác đó. Thì quý vị, và giữ con khỏi điều ác. Đây là lời cầu nguyện rất là khôn ngoan và rất là sâu sắc. Tại sao? Khi Chúa không gìn giữ, ông sẽ xa điều ác liền. Và tôi nói quý vị nghe, điều ác mình phạm vì không phải phạm tội ác đâu, phải giết người đâu. Không phải đâu quý vị. Mình giết người là đương nhiên tội ác rồi. Nhưng mà khi mình có của vì vi phạm điều ác khác. Ác tưởng trong lòng mình á. Rồi khi mình ngó anh em mình nói là tôi quen cái này đâu. Là Chúa là ai mà tôi nêu luôn tôi cần Chúa. Là điều ác quý vị. Cho nên đây là lời cầu nguyện rất là hay. Thật là khôn ngoan. Khi cầu nguyện xin Chúa bảo vệ con khỏi điều ác. Tại sao? Khi mình khôn ngoan, khi mình giàu có vì quý vị dễ lắm sẽ xa rời Chúa. Và quý vị tự lấy mình làm chủ lấy mình. Tự lấy mình làm bụng làm Chúa mình. Mình làm nô lệ cho cái xác thịt của mình. Và bị dẫn dắt mình không biết đâu. Cho nên vì để cầu nguyện Chúa cứu khỏi điều ác là một người rất khôn ngoan. Rất là khôn ngoan. Như quý vị tôi nói quý vị nghe, vua Saul. Vua Saul khi mà ông là người đã có chức có quyền rồi, ông sa ngã. Và Chúa nói gì? Cớ sao ngươi làm điều ác trước mặt ta? Vậy không? Ông dâng hiến cho Chúa đó, ông dâng ông Chúa biểu diệt hết. Ông không giết, ông để lại dâng cho Chúa. Và Chúa đều bị ác đó, ác là vậy đó. Cho nên tôi nói vì nghe, mình xin Chúa bảo vệ con khỏi điều ác. Trong Thi Thiên 30 câu 6 Chúa nói đó, về phần con trong lúc thịnh vượng, con nói rằng ta chẳng hề rung động. Cho nên lúc thịnh vượng, mình ước ao mình cũng như vậy đó. Và tôi nói quý vị, có nhiều người đã chết bởi vì không có nghĩ xa. Nhiều người chết lắm vì không có biết cái sự cám dỗ tinh vi lắm. Ví dụ Salomon. Salomon là người làm vua khôn ngoan vô cùng, giàu có vô cùng. Và ông khôn ngoan, cái độ Chúa nói gì? Trước ngươi không ai bằng luôn. Và sau ngươi không ai có. Nhưng mà chính con người khôn ngoan đó vậy, đi theo hình tượng, nó vô lý không? Rất vô lý. Tại sao? Người đó là người lấy bụng mình làm Chúa mình rồi. Rồi Kinh Thánh ghi lại ông Samson. Quý vị nhớ Samson sức mạnh không? Wow, sức mạnh lắm. Như tôi nói vì nghe, Samson có sự thất bại rồi. Khi đọc sách về Samson, tôi biết chắc con người thất bại rồi. Tại vì sao? Ông là anh hùng một mình nè. Anh hùng mà có mình nè, đánh trận mình nè, cái dung mình hết trơn à. Ông ta phân định mọi thứ một mình không à. Thích cô gái đẹp cũng đi theo. Rồi thích đi ngủ cái bài dâm. Rồi mọi thứ không ai khuyên can được hết á. Một mình làm Chúa lấy mình thôi. Và tôi nói quý vị nghe, dẫu vì giỏi bao nhiêu nữa, mà một mình á, nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Mình phải có một nhóm người bạn. Bạn tin kính Chúa, người đó giúp đỡ mình, người đó khuyên bảo mình. Còn khi bạn bè khuyên mình không nghe vậy, thất bại có sẵn đâu quý vị rồi. Samson là người sức mạnh phi thường mà còn chết mà, huống chi là mình. Cho nên đừng. Tôi nói quý vị nghe, người ta nói vậy,
để biết tính cách một con người, để biết tính cách một ai đó, hãy trao cho người đó quyền lực. Để biết tính cách một ai đó, hãy trao người đó quyền lực, biết liền à, mình biết liền à. Cái người thích ra vẻ, người thích ta đây, thích ra lệnh bày tỏ liền. Và thưa quý vị, khi mình có tiền thì nó là quyền lực. Mình có tiền, mình là người mà có tiền mà, nó tự nhiên mình là người có quyền lực. Nó cũng bày tỏ rõ lắm. Cho nên tôi nói quý vị á, phải cầu như Gia Bê. Tại sao? Gia Bê không còn là Gia Bê. Tôi nói quý vị, Gia-cốp, ông Gia-cốp không còn Gia-cốp nữa, mà ông là Israel. Tại vì như vậy nè, Chúa hỏi ông, khi Chúa đổi tên là Israel, thì Chúa hỏi gì? Ngươi tên là gì? Chúa có biết ông tên là gì không? Biết tên ông không? Tại sao Chúa hỏi? Quý vị thấy không? Kinh Thánh ghi lại cái gì là rất có lý vậy. Khi Chúa hỏi là Chúa xem thử cái người này có thành thật không? Cũng như Adam á, ngày xưa Chúa biết Adam trốn đâu liền à. Chúa hỏi, Adam, con đâu? Chúa biết liền. Nhưng mà Chúa hỏi, Chúa xem thử Adam có thành thật không? Thì Gia-cốp cho gì? Tên cái là gì? Ông nói, thưa Chúa, tên con là Gia-cốp. Tên con là kẻ lừa đảo. Tên con là kẻ hất chân, kẻ hất cẳng người khác. Và Chúa nói đó gì? Tên người không là Gia-cốp nữa. Tên người là Israel. Và tôi nói quý vị, khi Gia-bê được đổi tên khác, thì ông phải nhìn nhận mình là Gia-bê. Chúa ơi, con là Gia-bê, xin Chúa thay đổi con, để con không còn là Gia-bê nữa. Và Chúa ban phước cho ông. Và tôi nói quý vị nghe, khi Chúa nói với quý vị, cái tên quý vị đã có. Khi quý vị có ai đó nói mình cái tên của mình đừng có cãi. Ví dụ mình ăn chậm, ví dụ như mình tham lam, có người nói mình đừng có cãi. Đúng rồi, tôi là người như vậy đó. Thì mình mới thoát. Còn nếu không, quý vị, tôi nói quý vị nghe, anh em mình nói mình á, mình cãi, tôi không có. Anh ơi, anh đừng nói xấu người ta. Tôi sao ai đâu, anh không có. Mình chối là không đúng. Mình nhìn nhận tội lỗi, mình mới thoát khỏi nó. Mình nhìn nhận mình là Gia-bê, Chúa mới thay đổi mình là mình không còn Gia-bê nữa. Còn quý vị, có những Gia-bê mà khi anh em trong Chúa chỉ mình nói mình biết, mình không nhận, mình mãi mãi vẫn là Gia-bê. Ví dụ như tôi không hiểu biết vậy đó. Tôi không hiểu biết. Tôi nói Chúa, con ngu lắm Chúa, con ngu lắm, con không biết vậy đó. Chúa chỉ cho con biết, con giảng, con không biết giảng sao. Con rất là dại dột. Tôi nhìn nhận cái điều về tôi. Tôi nhận yếu đuối trước mặt Chúa và Chúa thay đổi tôi. Nhưng bắt đầu từ cái sự nhìn nhận mình. Cũng như tôi nóng tính, tôi nóng tính lắm. Tôi nóng tính vô cùng. Tôi nóng tính đâu. Khi mà tôi đi ngoài đường, tôi đi với người bạn tôi, hai thằng. Tôi đi với người bạn nữa. Tôi quýnh 40 người khác. 40 người luôn, tôi quýnh quăng xe đạp luôn. Xong bạn tôi cũng đánh luôn, hỏi tại sao mày đánh nó. Tôi là, tao nóng. Cái gì? Tao nóng quá. Mà nó đi tôi nóng, tao không biết mày nóng khi nào luôn. Tao nóng lắm. Chứ tôi nóng vô cùng quý vị. Nhưng mà khi tôi nói Chúa ơi, con nóng tính lắm, con nóng tính lắm, xin Chúa thay đổi con. Và Chúa thay đổi. Tôi nói quý vị nghe, cái tướng đi của tôi ngày xưa quý vị, cái tướng đi của tôi là người ta ghét liền à. Ngày xưa thì họ sợ lắm, mà tin Chúa rồi người ta ghét à. Và có lần tôi đi ngang bến xe miền Đông, tôi đi ngang thì có mấy người phụ xe đó, người ta nói chà, anh ra thì tiếng hiên ngang quá. Là ý nó họ nói tôi việc là đi tướng cà kênh á, mà họ nói gì đi hiên ngang quá. Tôi im lặng, tôi không nói hết á. Rồi một lần khác khi đi ra ngoài Vũng Tàu để nhận phòng mục sư, đi mục sư mà mục sư đi nhiều lắm, đi ra Bồ Linh thì tôi là gì lấy chìa khóa, thì ông mục sư ông phát chìa khóa đó, ông nói, ông siết cổ tôi, ông nói gì, những cái tướng ông đi là muốn quýnh rồi. Wow. Và tôi cầu nguyện Chúa, tôi nói Chúa ơi cái tướng con đi á, cái người ta nói á, tướng con đi hiên ngang quá. Rồi ngay cả mục sư á, người ta nói con tướng đi con muốn quýnh rồi. Cái tướng con đi không biết đi sao, nhưng xin Chúa thay đổi tướng đi con với. Chúa thay đổi con với. Và Chúa thay đổi. Biết không? Thay đổi.
Nhưng đôi khi Chúa dùng ai đó để nói mình, để mình nhìn lại mình. Nha. Và kẻ thù á, cảm ơn kẻ thù quý vị. Tại sao? Kẻ thù mình nó mới nói cái xấu của mình. Mình cảm ơn họ đi, để mình nhìn nhận cái đó, để mình không còn như vậy nữa. Và từ ngày đó thì tôi đi tướng khác. Tôi cầu nguyện Chúa thay đổi tướng đi con, tại vì tướng đi con là Chúa đặt để mà Chúa thay đổi tướng đi con với. Và Chúa thay đổi tướng đi luôn và tôi đi bình thường. Từ đó mà thấy tôi bình thường. Mà trước đó tôi đi tướng, tôi thấy không tốt. Khi họ nói tôi biết là không tốt. Cho nên tôi nói quý vị, đôi khi Chúa ngày thay đổi mình, ngày rất muốn thay đổi mình để mình không còn là gia bê nữa, nhưng mà mình không chịu nhìn nhận. Mình không, ai là gia bê? Con không có. Và Chúa vẫn để mình gia bê. Yeah. Rồi, điều thứ nhất là gia bê đã cầu nguyện xin Chúa ban phước dồi dào cho con. Cầu nguyện là xin Chúa giữ con khỏi điều ác, rồi cầu xin tay Chúa phù hộ con, tay Chúa giúp đỡ cho con. Yeah. Rồi Chúa cầu xin Chúa cứu con không có điều ác, cứu con khỏi sự dữ, thì Chúa ban gia bê đúng như điều ông cầu xin. Wow, như vậy ông cầu như điều đó đúng ý Chúa. Và điều thứ hai, ở đây Kinh Thánh trong sách Sử Ký không nói về Gia-bê. Nhưng mà có những chỗ khác, và trong Kinh Thánh có nhiều chỗ lắm chỗ nói về cái điều này. Và đây là cái điều bình thường của người Do Thái. Tôi nói cho quý vị, ví dụ quý vị đã xin như Gia-bê rồi, có một số người xin rồi, nhưng bằng chứng là mình không được như Gia-bê. Tại vì mình thiếu cái này nè, mình thiếu cái thứ hai nè. Thứ hai là gì? Mình đọc với nhau trong Gióp nha, Gióp chương 31. Gióp chương 31 từ câu 16 tới 22. Gióp 31. Từ câu 16 tới 22, tôi xin phép đọc quý vị nghe. Nếu tôi từ chối điều người nghèo khó ước ao, làm mắt người quá bụa bị hao mòn, nếu tôi ăn bánh một mình và trẻ mồ côi không được chia sẻ, từ thổ thanh xuân tôi đã nuôi dưỡng cô nhi như một người cha, từ khi lọt lòng mẹ tôi nâng đỡ người quá bụa. Nếu tôi thấy ai đó sắp chết vì thiếu quần áo, hay người nghèo không có chăn mền, thì lòng họ sẽ chúc phước cho tôi, vì nhờ bộ lông chiên của tôi mà họ được ấm áp. Nếu tôi giơ tay hăm dọa trẻ mồ côi, và tôi thấy mình được ủng hộ nơi cổng thành, thì xin cho tôi đầu lìa khỏi cổ, và cánh tay tôi bị gãy rời khỏi khuỷu tay. Rồi câu 3-4-3-2. Quý vị nghe, nếu người nhà của tôi chẳng từng nói ai ở đây mà không được ăn thịt no nê, khách lạ không phải ngủ đêm ngoài đường, tôi đã mở cửa đón khách đường xa. Như vậy á, trong cái suy nghĩ của Gia-bê đã luôn luôn nghĩ mình là nguồn phước. Sách Gióp là sách viết từ lâu rồi, sách Gióp viết từ thời các tổ phụ rồi quý vị. Và những người giàu có trong Do Thái họ luôn nghĩ đến người khác. Và đó là lý do mà Chúa ban cho Gia-bê tất cả điều ông xin. Tại sao? Không phải ông giàu có, ông phương phi mập mạp rồi đâu, ăn mặc áo lụa đâu quý vị. Không phải. Ông mở rộng bờ cõi, ban phước dồi dào cho ông, vì ông khỏi bao điều ác. Tại sao? Để ông có thể làm ơn cho người khác. Giống như ông Gióp rồi đó. Ông Gióp là người không từ chối điều người khổ ước ao. Ông làm cho mắt người quá bụa không có ham mòn. Ông là người ban bánh cho họ ăn. Ông là người cho họ được chia sẻ, những cái một cô được chia sẻ. Ông nuôi dưỡng cái người cô như vậy lớn lên thành người. Ông là người luôn luôn cho người khác. Rồi tôi nói quý vị nghe, trong Kinh Thánh Chúa nói vậy, khi gặt lúa đừng gặt tới cuối mùa luôn, đừng gặt cuối đồng luôn, hãy chừa lại cho những người nghèo khổ khổ và khách lạ và người ngoại quốc. Rồi hái trái đó, đừng hái sạch sẽ luôn. Tôi nói quý vị, khi quý vị gặt lúa gặt hết không? Hay là chừa lại?
rồi hai trái quý vị có trừ lại không hay là hay hết luôn? Nhưng mà Chúa nói gì? Hãy trừ lại đó cho người nghèo, cho khách lạ, cho trẻ mồ côi, cho người ngoại quốc. Vì làm như vậy Chúa ban phước cho người. Nha. Yeah. Mình đọc với nhau Lê Vi Ký chương 22. Xin lỗi chương 23, câu 22. Lê Vi Ký chương 23. Tôi xin đọc quý vị nghe. Khi các con gặt lúa trong đất mình, thì đừng gặt đến cuối bờ ruộng, cũng đừng mót những bông lúa còn sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con. Chúa phải nhấn mạnh danh Chúa sau đó nữa. Nha. Cho nên tôi nói quý vị nghe, mình phải là người sống cho người khác. Giabê cầu nguyện và Chúa đáp lời hết luôn. Tại sao? Ông là người đó có suy nghĩ đó. Ông là nguồn phước cho mọi người. Và đó là điều thứ hai tôi học quý vị. Đó là ông thành nguồn phước. Nên đôi khi mình cầu nguyện mà Chúa không đáp lời. Tại sao? Cái người này là người ích kỷ lắm. Người này sống với mình không à. Yeah. Nhưng mà đây là cái người đã rất là khôn ngoan để có thể chia sẻ cho người khác. Rồi Jeremy, đọc như này, Jeremy chương 22, câu 16. Jeremy chương 22, câu 16. Rồi, tôi đọc quý vị nghe nha. Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn nên được hưng thịnh. Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải như vậy là nhận biết ta đó sao? À, như vậy gì? Mình xét xử công minh cho người thiếu thốn, cho người nghèo khó thì được hưng thịnh. Nha, không phải là chơi với người giàu bên vực họ đâu quý vị. Mình là người xét xử công minh cho những người nghèo khó, người thiếu thốn thì được hưng thịnh. Và Chúa nói gì? Đức Giê-hô-va phán, chẳng phải như vậy là nhận biết ta đó sao? Nha. Yeah. Nhận biết Chúa là như vậy quý vị. Nhận biết Chúa không phải là như đi lễ đâu. Nha. Yeah. Nhận biết Chúa là bày tỏ sự công chính ra. Cho nên tôi nói quý vị đó, Gia-bê là người đã cầu nguyện và Chúa đáp lời ông. Tại sao? Vì ông là người cầu nguyện, Chúa ơi, ban cho con là nguồn phước cho người khác. Tôi nói quý vị nghe về David. David quý vị, David là người có nhiều người theo lắm. Tại sao? Vì ông quan tâm tới họ. Yeah. Ông quan tâm tới họ vô cùng. Ông nói gì? Ở với ta, tôi được bảo toàn. Và nhiều người theo ông là những người bị mất mát, bị thiếu nợ, bị đủ thứ đi theo ông. Và họ tìm thấy bình an. Cho nên Chúa mới nhắc David làm vua cả Israel. Yeah. Bởi vì ông phân xử công minh cho người nghèo. Chứ không phải là giàu có thì chút xíu mình định lên, còn nghèo khó mình bỏ đi vì không bao giờ đâu. Yeah. Cho nên á, ông là người rất giàu có. Gia-bê là người rất là giàu có. Nhưng mà giàu có ông để dành cho người khác, dành cho người nghèo, để mà yêu thương họ, để mà chăm sóc cho họ. Và tôi nghĩ quý vị, trong miếng đất ông ở, có nhiều gia đình ông đã cho xây đất ở. Chắc chắn như vậy. Dạ, ông cho xây đất, ông cho xây nhà để ở với ông, làm việc cho ông. Dạ, ông quan tâm đến mọi người giống như ông Gióp vậy đó. Ông Gióp quan tâm đến mọi người và cái người lạnh đó, ông cho lông chiên để đắp. Dạ, quan tâm tới họ và Chúa thấy đẹp lòng và ngày ban cho. Nên tôi nói quý vị đó, tiền nhiều để làm gì? Mình nghĩ coi, khi mình có tiền nhiều để làm gì? Ví dụ nha, ví dụ như quý vị có 10.000 đô. Ví dụ nha, quý vị có 10.000 đô, quý vị sẽ làm gì? Giờ 10, đúng không? Giờ 11.000. Rồi còn 9.000 mình xài hả? Mua cho con, mua cho gia đình hết rồi. Mình có nghĩ tới người nghèo không?
nha. Mình nghĩ quy truyền giáo không? Mình nghĩ mình xây nhà ai đó không? 10.000 đô rồi 100.000 đô coi, có thể nó khác à? Nhà nó khác liền à? À, cho nên khi mình có tiền mình nghĩ coi mình làm cái gì đã, thì biết là biết liền à, biết là mình quan tâm tới ai liền à? Cách mình dùng tiền sẽ nói đến sự ưu tiên mình dành cho cái gì. Cách mình dùng tiền sẽ nói sự ưu tiên của mình cho điều gì thì Chúa ngài ban cho mình. Còn mình không quan tâm, Chúa không quan tâm. Mình cầu nguyện vậy mà Chúa biết, ok, nó cầu nguyện vậy chứ không cho nó đâu, không cho nó. Thì nó xin hưởng thụ thôi à. Còn khi mình cầu nguyện để cho người khác thì Chúa đáp ứng. Dạ. Yeah. Tôi nói có người nghe vừa rồi có một đoàn mục sư ở Sài Gòn đó. Mình ra, họ đi ra ngoài Vịnh Hạ Long. À, quý vị đã ai đi Vịnh Hạ Long chưa? Dạ. Yeah. Thì khi mà đi cái đoàn mục sư này ra Vịnh Hạ Long thì tới nhà cứ một cặp vợ chồng này. Thì đây là vợ chồng buôn bán nhỏ thôi. Buôn bán nhỏ. Nhưng mà hai vợ chồng hai xe hơi. À. Buôn bán nhỏ thôi mà bây giờ vẫn bán nhỏ vậy đó. Nhưng hai xe hơi. Rồi con cái mà cái ngoan ngoãn lắm. Và khi vào đó thì người ta mới xuống bếp ta phụ. Rồi dọn cơm mà. Thì vợ chồng đuổi lên. Không, đi lên đi để tôi làm cho. Mà tôi thiệt quý vị, người này họ biết là người Bắc họ hay mời lơi, họ hay chào lơi lắm. Cho họ nói lên nhưng vẫn ở lại không có làm. Họ nói, không, cứ lên đi. Rồi tôi sẽ nói tại sao tôi nói vì lên. Họ lùa lên hết, không có làm gì hết á. Họ lùa lên hết. Thế là mọi người lên nhà. Họ làm cơm rồi xong họ mới bày ra ăn cơm. Ăn cơm xong họ mới kể. Họ nói là trước đây, khi buổi trưa, khi gia đình tôi đang dọn ăn buổi trưa, thì mới dọn ra thì có một người ăn xin tới. Người ăn xin tới thì mới xin cơm. Thì tôi mới lấy cơm cho họ. Tôi bước xuống thì có một nồi cơm nguội và nồi cơm nóng. Tôi hỏi quý vị cho ăn xin cơm nóng hay cơm nguội? Cơm nóng mà nấu gia đình ăn đó hay là cơm nguội? Yeah. Người này định bới cơm nguội. Sau này người ta nghĩ thôi, ok, bới cơm nóng cho người ta ăn. Và bới cơm nóng, đồ ăn nóng mới lấy ra, cấp cho họ, bưng ra, người đó mất tiêu. Khi bưng ra, người đó mất tiêu. Và anh còn thấy quá lạ. Ủa, cái người bại liệt, ăn xin rồi bại liệt luôn. Giống nhau, đi lại liệt hai chân mà. Sao đi được? Tới khi người đó bỏ cơm nó đi tìm, đi xe máy đi tìm, không thấy luôn. Trời nắng chang chang, không có nhà nào mở cửa đó. Người đó quay về lại. Ủa, anh có thấy không anh? Nó không thấy. Lạ quá. Tại sao không có ai trơn à? Và anh mới tình ngộ ra, à, ấy là Chúa. Chúa hay thử mình quý vị. Và tôi hay nói lắm. Tôi hay nói như vậy nè, Chúa hay cải trang. Đôi khi Chúa đến thăm mình, nhưng mà Chúa cải trang thành người ăn xin. Chúa cải trang thành ai đã tàn tật. Có thứ mình có quan tâm đến họ không? Và người đó đi tìm khắp nữa không thấy ai. Rồi thế là ăn cơm đó. Và từ ngày đó vậy, họ mua hai cái xe. Bán uống nhỏ mà tự nhiên bán thành vượng lắm. Và mua xe mà mua cổ. Và từ đó người ta nghĩ như vậy nè. Từ nay khi ai tới nhà mình, mình không để người ta làm bất cứ gì, mình làm hết. Và điều đúng kinh thánh Chúa nói gì? Hãy tiếp đại khách. Vì đôi khi làm như vậy, anh em tiếp thêm sứ mà không biết. Yeah. Và đây là cặp vợ chồng đã là người kinh nghiệm điều đó. Và từ đó người ta tới là hai vợ chồng luôn luôn tiếp đãi. Cho nên ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị Gia Bê. Không còn là Gia Bê. Bởi vì sao? Bởi vì Gia Bê là người cầu nguyện. Và bởi vì thứ hai, vì Gia Bê là người làm nguồn phước. Và Chúa đã ban cho ông đúng như điều ông cầu xin.
Và ngày hôm nay quý vị, Kinh Thánh ghi lại điều đó để mà khẳng định cho mình là xin những sự giàu có thành vương là đúng ý Chúa. Nhưng mà điều thứ hai, mình phải xin làm gì để mình làm nguồn phước cho người ta. Có bài hát là thêm cho con năng quyền bình an thành vượng, khiến con trở thành nguồn phước cho muôn dân thế gian. Thêm cho con năng quyền bình an thành vượng, khiến con trở thành nguồn phước cho muôn dân thế gian. Dạ, đúng như vậy quý vị. Khi mình cầu với Chúa thì mình xin Chúa sẵn sàng để cho mình làm nguồn phước cho người khác. Dạ, cho nên khi mà tôi đi về, tôi hay cho đồ người ta lắm. Đi cái ba lô nhiều lắm mà đi về nó xẹp, thì tôi cho này cho kia, cứ cho tại mình thấy người ta thương lắm, mình không chịu được. Dạ, cho nên tôi luôn luôn cho người ta. Rồi Chúa là thấy mình cho nó, Chúa lại cho nữa. Nhiều khi tôi hết tiền nữa vậy, nhiều khi cho tôi hết tiền luôn. Như có một người ngoại nhưng mà tin Chúa, nghe người ngoại tôi, và khi thấy là tội nghiệp tôi cho 2 triệu hết tiền luôn. Mà sao Chúa lại cho? Nó ngộ lắm. Dạ, yeah. Chúa lại cho, tôi thấy cái lòng mình với họ mà Chúa lại cho khác. Dạ, yeah. Cho nên tôi gửi đến quý vị tôi hôm nay, đó là không còn là gia bê. Ước ao rằng mình, hội thánh của Chúa sẽ có nhiều gia bê. Sẽ có nhiều gia bê và làm cho đất nước này biết về Chúa Giêsu là ai. Amen. Rồi xin đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, xin ban phước cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con được sự thành vượng trong lòng của chúng con trước. Thành vượng trong lòng chúng con trước, lòng yêu thương, chúng con có thể quan tâm đến người khác. Chúng con cầu chúng con là người được Chúa đáp mọi nhu cầu, và chúng con được Chúa dùng để đáp nhu cầu người khác nữa. Chúng biết rằng thế gian có nhiều nhu cầu lắm, chúng con cần quyền phép, chúng con cần sự sức giàu, chúng con cần ơn của Ngài để có thể bày tỏ tốt lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Phan la 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 la
và nhiều người sẽ biết về Chúa, nhiều người sẽ tin thờ Chúa, nhiều người sẽ tôn trọng Chúa vì Chúa đấng giàu có, đấng giàu có của Ngài ban sự giàu có cho chúng con. Và nhiều người sẽ được cứu trong nước của Ngài. Trong ngày ấy cũng sẽ nhiều người được cứu trong nước của Chúa. Nhiều người sẽ nắm áo Chúa, họ nói rằng nhờ anh, nhờ chị mà tôi được cứu. Với anh chị còn rộng rãi đến với tôi mà tôi được cứu. Còn cảm ơn Ngài. Còn chúng phương chúng con là người mang cái câu trả lời cho người khác. Có nhiều người có nhu cầu nhiều lắm. Và con nguyện là câu trả lời cho người khác. Phải, chúng con nguyện chúng con là câu trả lời cho người khác. Về nhu cầu cho những câu trả lời chúng học về gia đình, về hôn nhân, về con cái, về mọi nhu cầu và ngay cả tài chính cũng được như vậy nữa. Còn cảm ơn Chúa. Phala namadigara madaragas.
Con chúc phước cho ông Yahweh Yahweh, con chúc phước cho ông chủ chúng con, con chúc cho lời cầu Yahweh sẽ là của chúng con, con chúc cho mỗi con được sự sự vật dư vật thành phần từ nơi ngài. Thời giờ này con xin mời chú Thiện sẽ cầu nguyện cho bài học buổi tối ngày hôm nay, và cũng như cầu nguyện chúc phước cho một sư tâm để có tâm thành để có lập phép phát lời của Chúa cho hội thánh của chúng ta. Quý con xin dâng lời cầu nguyện. Công Chúa, Chúa cảm ơn Chúa một buổi tối tốt lành mà Chúa cho chúng con nghe và học lời của Chúa. Chúa ơi, để chúng con thấu hiểu được lời của Chúa. Chúa dùng một sư tâm để chia sẻ về ông Rabê cho chúng con là con cái của Chúa, để cho chúng con thấy được xin Chúa cho chúng con cũng như là ông Rabê, để cho chúng con được Chúa ban ơn ban phước cho chúng con, và để cho chúng con là một nguồn phước cho tất cả những mọi người, những người xung quanh mà chúng con và những người mà chúng con cần phải làm phước cho họ. Chúa ơi, vì chúng con là con cái của Chúa thì tất cả mọi sự Chúa dùng chúng con để cho chúng con làm nguồn phước, để đem tất cả mọi phước hạnh từ nơi Chúa đem cho những người xung quanh con, những người ở bên cạnh chúng con và những người ở gần gũi với chúng con, để cho chúng con làm đúng những gì mà Chúa ban cho chúng con và Chúa dạy dỗ chúng con, để cho chúng con nghe và học làm theo lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con cũng cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục ban ơn ban phước cho mục sư. Chúa ơi, để cho ông mục sư có nhiều những sứ điệp và những sứ điệp mà Chúa dùng ông mục sư để chia sẻ cho chúng con nghe và học làm theo lời của Chúa và theo ý của Chúa. Chúa ơi, hôm nay con thay mặt cho ông mục sư của chúng con là ông Lý Hoài Bảo, và thay mặt cho Hội Thánh Thiên Ái xin cảm ơn ông mục sư đã không quản ngại công khó của mình và đã dùng lời của Chúa để chia sẻ và cho chúng con nghe và học lời của Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn ban phước cho ông. Xin Chúa tiếp tục sức dầu cho ông, để cho gia đình ông, vợ chồng, con cái, hậu tử của ông đều nhận được nhiều phước hạnh từ nơi Chúa. Và xin Chúa tiếp tục dùng ông để chia sẻ và dạy dỗ nhiều những hội thánh khác nữa và những nơi khác nữa mà như chúng con còn đang thiếu thốn và chúng con còn đang tìm kiếm. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục đổ đầy cho gia đình ông ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, để cho chức vụ của ông và công việc của ông mà Chúa dùng ông để làm nhiều những điều mà phước hạnh hơn nữa. Con cảm ơn Chúa. Con xin dâng tất cả những lời cầu nguyện và những lời cầu xin của chúng con, và xin dâng ông mục sư của ông mục sư tâm linh cho Chúa, và con cũng cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn ban phước cho ông mục sư của chúng con là ông Lý Hoài Bảo được đầy ơn của Chúa và nhận được mọi phước hạnh từ nơi Chúa. Và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Và giờ này con xin mời cô Ba Đua sẽ cầu nguyện cho buổi sáng Chủ nhật và buổi tối ạ. Alleluia, alleluia, con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Dạ Chúa ơi, dạ trong lĩnh vực tối hôm nay, trong dân cái phòng cầu nguyện hơi tối hôm nay, thì một cái cuốn con để con dân lời cầu nguyện cho con. Cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Trời, con cảm ơn Ngài, Cha là Đức Chúa Trời toàn năng toàn chi, Ngài ở khắp mọi nơi. Cha, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, ngày mai là ngày thánh nhật, thì Chúa ơi, Chúa cũng chúc phước cho mục sư để dẫn dắt chưa
lời của Ngài để ra để tự do để cho chúng con người mở lòng ra học và hiểu từ lời từ chữ để vào trong lòng trong tâm trí chúng con để chúng con đi khai thác ra những người nhiều bên ngoài sẽ nhiều người được cứu nữa cha ơi. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa cha ơi, và cha cũng nhớ đến buổi sáng thì Chúa ơi, Chúa cũng dẫn dắt cho những người thanh niên thờ phượng đánh đờn cha thờ phượng cha ca ngợi Chúa thì cha con xin Chúa cũng ở cùng với sự sức giàu của Ngài để cha con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Chúa cũng sức giàu cho đàn đồng bé 10 thì Chúa ơi được đầy ơn của Ngài, giảng dạy lời của Chúa được đầy ơn của Ngài Chúa ơi, để chúng con mở tâm mở trí mở lòng để học lời của Ngài, để trong lòng tâm trí chúng con đi bất cứ nơi nào chúng con đi để chúng con giảng dĩ để con nói ra danh Ngài nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa, hallelujah, con ngợi khen Ngài cha ơi. Và cha cũng nhớ đến những anh chị em chúng con thì Chúa ơi, trong gia đình riêng anh chị em chúng con thì con cầu nguyện Đức Thánh Linh động chạm từ người mới người cũ, những người yếu đuối cũng trở nên mạnh mẽ để ngày mai thanh thủ để đến nơi đây thờ phượng Ngài nữa cha ơi. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa cha ơi. Và cha cũng nhớ đến buổi chiều thì cô Dung, Chúa cũng sức giàu cô Dung và Chúa cũng dẫn dắt cô Dung sức giàu để nói ra lời của Ngài tự do mỗi bề nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Và Chúa ơi, Chúa cũng nhớ đến tới mục sư Lý Về Bảo đi trên cái gì quên rồi ta. Đi thì đoàn đi và Chúa cũng hướng dẫn Dũng Tàu, Chúa của mục sư dẫn thêm anh Đăng Thứ Nhi đi để Chúa ơi, để cho chúng nó đi chơi thì Chúa cũng luôn ở cùng. Chúa sức giàu mục sư cũng đầy ơn của Chúa, sự bảo vệ của Ngài. Ngài như Chúa nói lời hứa của Ngài, Ngài đi đến đâu thì mục sư đến đâu thì Chúa gìn giữ như con ngươi của mắt Ngài, Chúa gìn giữ như bóng trong cánh tay của Ngài thì Chúa ơi, và Chúa lời hứa của Chúa nói ai nương náu nơi Ngài thì Ngài sẽ ở cùng. Thì Chúa ơi, chúng con nhờ mục sư chúng con nhờ chờ cậy trong nơi Chúa thì Chúa ơi, Chúa luôn ở cùng mục sư và bảo vệ lúc đi lúc về sự trong sự bình an của Ngài nữa cha ơi. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa và con dâng hết tất cả những anh chị em chúng con ngày mai là ngày thánh nhật các một chỗ từ bắc vào nam, từ điểm nhóm, từ hội thánh thì Chúa cũng xuất dầu từ các mục sư từ bắc vào nam, nơi nào có hội thánh của Chúa thì Chúa dẫn dắt theo ý muốn của Ngài nữa Chúa ơi, để dân sự của Ngài để học và làm theo đi rao giảng thả khắp mọi nơi mọi vùng nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa, nơi nào cũng được đầy ơn của Chúa để cha ơi. Con cảm ơn Ngài, chúng con hiệp một với nhau cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô ba. Thì xin Chúa ngài ban phước cho cô ba. Dạ, giờ này con xin mời bà cố sẽ cầu nguyện chúc phước cho thánh. Dạ, giờ này xin mọi người cùng giơ tay lên và hướng lòng về Chúa trong sự cùng. Dạ, bà ơi, mở mic lên bà ơi. Thấy chưa? Không thấy rõ nữa. Dạ rồi bà. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì bữa tối hôm nay chúng con được tôi tớ của Ngài chia sẻ về đời sống của Gia-bê, là đời sống cầu nguyện cho không những riêng mình nhưng mà để đem ra cho chia sẻ cho mọi người khác. Cầu xin Chúa cho hội thánh của chúng con là hội thánh thiên ái đã được ơn của Chúa rất nhiều. Chúng con nhận lãnh cả phước vật chất lẫn phước thiêng liêng. Xin Chúa cho anh em chúng con trong hội thánh cũng có tinh thần chia sẻ cho những người khác là những người thiếu thốn mọi sự nghiệp thuộc thể lẫn thuộc linh. Xin Chúa cho anh em chúng con có đầy ơn của Chúa để có thể chia sẻ cho họ về mọi thứ mà người ta có cần. Và chúng con là Chúa ban cho chúng con là nguồn phước để chúng con đem đến sự yên ủi, sự nâng đỡ, làm cho anh em chúng con được vững vàng và thêm đức tin, thêm lòng nhờ cậy Chúa để mà đứng vững trong Ngài. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh em con trong hội thánh để có tinh thần yêu mấy Chúa và yêu thương đồng bào của chúng con, nhất là tinh thần truyền giáo sẽ mạnh mẽ mỗi ngày đi ra và mỗi tuần đều có người trở lại với Chúa. Xin Chúa cho anh em con cũng biết chăm sóc cho họ đứng vững và dạy cho họ lớn lên để biết lời Chúa và
cũng trở nên như hầu việc Chúa khác nữa. Con cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng đầy tớ của Ngài, ông bà mục sư Lý Quế Bảo, cũng như ban chấp hành, chấp sự, các nhân sự hầu việc Chúa thể đều được sức dầu bằng Thánh Linh của Ngài để hầu việc Chúa cái kết quả. Con cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa cũng ban phước cho mục sư Tâm để được đầy ơn của Chúa để ông hầu việc Ngài, và cũng chia sẻ những điều mà cần sự giúp đỡ cho mọi người khác, để cho ai nấy đều mở lòng ra mà ban phát lời của Chúa, và cũng mở lòng ra mà ban phát của cải những gì mà mình có để cho những người thiếu thốn. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Chúa đừng để cho chúng con ích kỷ, nhưng cho chúng con có tinh thần vị tha, yêu mến Chúa, yêu thương đồng bào, yêu thương anh em mình và thượng hiệp một, để cho trong hội thánh chúng con thấy rằng không có người nào đứng riêng rẽ, nhưng mà tất cả đều có tinh thần hiệp một với nhau để được một sức mạnh lớn từ nơi Chúa. Và Chúa ở cùng hội thánh, Chúa ban cho hội thánh cùng được phước của Ngài để đi ra cùng khắp mọi nơi mà truyền bá danh của Chúa. Con cảm ơn Cha. Cầu xin Cha ban phước cho mỗi gia đình, mỗi anh chị em chúng con đều được mạnh mẽ, đều được nóng cháy và tình yêu thương đầy dẫy sự sức dầu của Thánh Linh ở cùng anh chị em chúng con. Cho anh chị em chúng con được ơn của Chúa trong mọi sự. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho hội thánh Thân Hưng và nước Việt Nam chúng con cũng được phấn hơn nhiều người chưa biết Chúa, từ chính quyền cho đến dân chúng, từ trung ương cho đến địa phương, thảy đều được Chúa cai trị. Xin Chúa cũng đập đổ tất cả những đền tài thần tượng ma quỷ chùa chiền ở khắp mọi nơi, để cho tất cả mọi người đều biết thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con cảm tạ anh Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng anh chị em chúng con sẽ đi ngủ nghỉ đêm nay để ngày mai thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban phước cho để mọi người đều được Chúa thăm viếng cách đặc biệt, và ngày mai cũng thờ phượng Chúa cái vui vẻ đầy phước hạnh. Con cảm ơn Chúa. Con hết lòng dâng anh em chúng con cho Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn bà. Dạ, giờ này con xin mời quý anh bà của Chúa, và mình sẽ bật mic lên và mình sẽ chào nhau ạ. Yeah.